Có rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 của bộ truyện Lò Mắm Nhà Tri Huyện, tác giả Lê Nguyệt. Nhân đây, Khôi xin cảm ơn anh Trần Bé và chị San Trần đã ủng hộ cho kênh ạ. Kính chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống ạ. Khôi xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều ạ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 Lò Mắm Nhà Tri Huyện. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Nhưng ta nói luôn cho mày biết, bất cứ ai làm chuyện khuất lấp qua mặt cô gái ta mà để ta biết được thì liễu hồn đó. Chuyện của hai bà huyện kia chưa có chìm xuồng đâu nghe. Nhất định phải tìm cho ra đứa ném đá giấu tay mà tề hai bàn tay của nó ra mới được. Ông Danh về hai hôm thì Trọng Khôi và Trọng Quân hối hả nhờ tài xế của ông ngoại đưa hai anh về. Vừa vào tới nhà, anh em Khôi đã kéo cha má mình vào phòng, đóng cửa lại. Ngạc nhiên với thái độ của con, ông bà huyện khẩn trương hỏi: chuyện gì vậy con? Khôi nói thật khẽ: con nghe ông ngoại kể lại vụ chú Hoàng, nhưng mà sáng nay có một phụ nữ bồng đứa con nhỏ xíu là nhà thương tìm con, tự xưng là Nhã, vợ của chú Hoàng. Cô ấy kể cho con nghe một chuyện hết sức kinh hoàng luôn cha má à. Vụ này có liên quan đến má ba và má tư đó cha. Bà huyện chồm tới, đưa tay lên bụng miệng để không bật ra tiếng kêu trời. Ông huyện thông thả nhìn con trai: đầu đuôi ra sao kể cha nghe, con Nhã đó bây giờ đang ở đâu? Ông ngoại bảo vệ cô ta rồi, ông kêu hai đứa con về nói cho cha má biết để tìm phương định liệu, bởi vì nó sợ sự thật phanh phui thì nó sẽ bị giết người diệt khẩu. Nó căm thù gia đình đó, nhất là thằng cha mất nhân tâm của chú Hoàng. Rồi ông ngoại có dạy phải làm gì hay không? Ngoại nói cha má tự biết phải làm gì, điều quan trọng là nên bắt thóp chú Hoàng, chứ không nên lật ngửa lá bài tẩy là cô Nhã để khai báo. Phải để chính miệng chú Hoàng nói ra vì sao mà hai má ba má tư không còn ở nhà mình nữa. Vậy sao ngoại không để cô Nhã về đây cho cha con bảo vệ nó? Có con Nhã làm chứng, thằng đó hết đường chối cãi. Nhã nói chú Hoàng làm việc do người khác sai khiến, nếu mình làm nồ thì chú sẽ nhận hết tội, làm sao bắt được chủ mưu hả má? Mà chủ mưu là ai cô Nhã cũng không biết, chỉ biết người đó đã cho chú Hoàng rất nhiều tiền. Chú Hoàng có hiếu, muốn đưa cha mình đi chạy chữa nên nhận lời, còn sự thật ra sao bên trong Nhã cũng đâu biết được. Bà huyện mím môi: má biết rồi, con về nói với ông ngoại hãy yên tâm, cha má sẽ đích thân vào việc này. Anh em Khôi trở lại chỗ làm chỗ học, vợ chồng quan huyện ngồi thờ ra. Thật lòng, bà huyện không thể tin Hoàng có dính vô vụ án này. Bà có bạc đãi Hoàng hay sao? Nếu như anh ta cần tiền điều trị bệnh cho cha mình, chỉ cần lên tiếng, bà nhất định sẽ giúp. Vậy thì tại sao Hoàng lại hãm hại hai người vợ của ông Toàn? Mà ai đã ra lệnh cho Hoàng làm chuyện ác nhân sát đức đó? Thủy Tiên và Hạ Lan vốn dĩ hiền lành, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Nếu nói nghi ngờ, chẳng lẽ nghi ngờ bà với bà hai ra tay vì ghen tuông hay sao? Làm gì có chuyện ghen tuông ở đây? Hay là Lệ? Lệ muốn độc chiếm vị trí hạng nhất ở Lò Mắm nên không cam tâm phục tùng hai người kia sao? Không đúng, Lệ một lòng một dạ với bà, chưa từng tỏ ra có tham vọng. Diện cô làm bà năm của quan huyện cũng do chính bà huyện kêu, giao toàn quyền Lò Mắm cho Lệ cũng là do bà tự nguyện. Khi hai bà kia quản lý chính thì Lệ vẫn là nhân vật chủ chốt tâm phúc của bà mà. Bà huyện nêu suy nghĩ của mình cho ông huyện nghe, ông chỉ lắng nghe rồi gật gù. Trước nay tôi luôn tin mình quán xuyến chuyện nhà cửa, tôi yên tâm không có bất kỳ lo ngại nào, cho nên không hề hỏi han chuyện gì, chỉ lắng nghe mình nói thôi. Vì vậy nên tôi không hề biết chuyện trong nhà, chuyện nội bộ gì hết. Gặp bất kỳ bà nào trong bốn bà kia cũng không có ai kêu ca ta thán mình. Tôi biết mình cũng lo lắng về chuyện mất tích của hai bà kia, nên tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai hết. Tôi nghĩ đơn giản cho nhẹ đầu, rằng họ không muốn ở với mình nữa thì họ đi, tôi có thể truy cùng đuổi tận họ để bắt về trừng trị. Nhưng làm vậy để làm chi? Dẫm vào bước chân của những cường hào ác bá khác hay sao? Quan điểm của tôi không giống bà. Họ thì một khi đã lấy người đó
thì bất cứ giá nào người đó cũng phải thuộc về họ. Dù có chê chén nhưng tuyệt đối không được bỏ trốn, mà sống làm người chết phải làm ma cho nhà đó. Để chi? Để giữ cái xác, còn cái hồn không có ở đó thì ít lợi gì. Nhưng tôi không nói ra, vì nếu nói ra thì sẽ làm tiền đề cho ai muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Mình cũng phải có cái tôn nghiêm của mình chứ. Nhưng tôn nghiêm không có nghĩa là bó buộc con người ta phải ở cạnh mình mãi khi mà họ đã chán chê. Cho nên việc của hai bà kia đối với tôi chỉ tầm thường. Nếu không vì ông Tú, tôi cũng đã mau chóng quên ngay rồi. Bà Huyện ngạc nhiên nhìn chồng, sống với ông hơn 20 năm. Bà không ngờ ông dễ dàng buông bỏ mọi thứ như vậy. Hèn chi, trong ông lúc nào cũng vui vẻ lạc quan. Bận việc công nhiều, nhưng ông chưa từng bỏ bữa cơm nhà. Ông quan tâm đến má của mình hơn hết thảy, kế đến là vợ con. Những bà vợ kia, ông tuy không lơ là, nhưng luôn có chừng mực. Chính vì vậy mà khi lấy ông, ban đầu chỉ vì bổn phận, kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng sống chung với ông lâu ngày, bà đã yêu ông từ lúc nào không hay. Và vì yêu, bà không ngại ngần làm bất cứ điều chi miễn toại nguyện cho chồng, dù mình có thiệt thòi một chút cũng không sao. Ông Huyện thấy vợ vẫn bất an, bèn kéo bà nằm xuống bên cạnh, dịu dàng nâng đầu bà đặt lên cánh tay mình, quay mặt lại nhìn bà, cười cười. Mình băn khoăn như vậy á, phận làm chồng sao tôi không chia sẻ với mình được chứ? Vì vậy, tôi bày cho mình một cách như vậy. Mình thực hiện thử coi tên chủ mưu có lộ mặt hay không thì biết. Nó núp trong bóng tối để hãm hại gia đình ta, coi bộ cũng lâu rồi. Ông Huyện bàn tính với vợ một hồi lâu. Lúc ấy bà Huyện mới thấy trong lòng yên ổn được một chút. Sáng lại, ông đi lên nha môn. Bà lớn ở nhà nhìn đám gia nhân lúi húi quét dọn. Bà hai chuẩn bị đi chợ. Sau khi kêu người hầu thắng cổ xe ngựa, để hôm nay bà mua một số đồ dùng dưới bếp thì vào phòng thay đồ. Thấy bà lớn đứng tư lự nên xề xề lại tỏ vẻ quan tâm. Hai đứa nhỏ hôm qua về làm gì mà đi gấp vậy chị? À, nó về nói cho anh Huyện nghe là có gặp em Tư ở trên tỉnh. Hình như em ấy vô phủ kiếm cha tôi hay sao đó. Bà hai mở lớn mắt, khẩn trương hỏi bà lớn. Tin chính xác không chị? Cha tôi cho tụi nhỏ về báo với anh Huyện, chẳng lẽ nào là tin vô căn cứ sao? Mà tôi nghĩ Hạ Lan tìm cha tôi mà không tìm về bác Tú, chắc nó biết người hãm hại nó. Nếu nó xuất hiện thì thế nào cũng bị giết lần nữa, nên đến cha tôi báo cáo để được bảo vệ. Hạ Lan mà gặp cha tôi rồi thì hung thủ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Bà hai gật gật đầu đồng tình, giọng nói run run. Hồi hộp quá chị. Nếu như bắt được thủ phạm, chị nghĩ anh Huyện sẽ sử dụng này ra sao? Đó là luật pháp có quy định đàng hoàng, tôi đoán bừa không được đâu. Thôi vậy cô đi chợ đi, trưa trời trưa trật rồi kìa. Bà hai gật đầu rồi vào phòng thay đồ và chuẩn bị tiền chợ. Một lúc sau thì bước ra. Bà lớn nhìn theo sau lưng bà hai, điệu bộ lo lắng bất an của bà khiến bà lớn nghĩ chắc bà hai cũng y như mình, mong cho mọi việc sáng tỏ, sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng. Bà hai nhị hà dựa lưng vào vách tường, nói chuyện với Hoàng sát bên lò mắm. Bà nói, con vợ mày cũng lớn gan dữ nghen, bỏ nhà đi như vậy, tại nhà mày nghèo, chứ không thì chắc cũng rùm beng như hai bà của ông Huyện. À, bà hai, con nghe gia nhân nói bà Tư đã trở về rồi, hiện đang tá túc nhà ông tỉnh phải không bà? Ừ, bận này nó về, chắc có người lo sốt gió. Nếu nó không tự ý bỏ đi mà bị bức hại, thì cái đứa bức hại đó chuyến này mập mình rồi. Bà nghĩ có người bức hại thiệt sao? Làm sao tao biết? Nhưng mà nó không về đây, cũng không về nhà cha má nó, mà tìm ông tỉnh trưởng chi? Không nhờ ông bảo vệ thì tìm làm gì? Ờ, biết đâu nhờ ông năn nỉ xin trở lại thì sao? Tự bỏ đi bây giờ sao dám tự về? Còn nếu về nhà ông Tú, thế nào bà Tư cũng bị dập cho một trận. Thôi, tao thì tao chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ cho cái nhà này bình an là mừng rồi. Con cũng vậy, vì chuyện của Nhã mà tới giờ con luôn đau đớn trong lòng. Nhìn cha thì giận mà bỏ lại không đành. Mày có trách con Nhã không? Trách sao được mà trách bà hai? Tại cha con có lỗi với nó trước mà. Bà hai thở dài.
Chuyện đời phức tạp biết đâu mà lần. Tao không giúp ích gì được cho bà lớn, nên chỉ biết âm thầm phụ sự đỡ đần chỉ chuyện nhà thôi. Mày mừng gì thì mừng đi, tao vô coi sắp nhỏ cơm nước tới đâu rồi. Con cũng vậy, ông và mấy bà đối xử với con rất tốt, nhất là bà lớn, cho nên con luôn nghĩ trong đầu là làm sao phải báo đáp cho gia đình bà. Hôm rồi bị ông thân sinh của bà lớn buộc tội bỏ trốn, có liên quan đến hai bà. Con thật sự xấu hổ, như không tiện phân bua. Nhờ có anh con, sự thật mới được sáng tỏ. Kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp gia đình bà. Bà hai cười thích thú, kín đáo đưa ánh mắt hài lòng nhìn Hoàng. Bà hai dậm bước đi, liếc mắt theo dõi ngay gốc cây sồi bên hông lò mắm, một bóng người giọt ra. Bà quay sang ngó Hoàng, nở nụ cười bí hiểm. Nhìn cái dáng đó lũi nhanh, hai người đứng lại nói chuyện với nhau một hồi nữa mới rời khỏi nơi đó. Nhưng cả bà và Hoàng đều không ngờ, cái bóng đó bỏ đi, vẫn còn lại cái bóng khác đã đứng rất gần nơi bà và Hoàng nói chuyện và lắng nghe từ lúc hai người gặp nhau cho đến khi rời khỏi nơi đó. Từ đầu đến cuối, không bỏ sót một câu nào. Hôm sau, theo lệnh của bà lớn, Lệ giao chìa khóa lò mắm nhờ Hoàng trông chừng. Bà Năm sẽ đi cùng ông Huyện lên tỉnh có chút việc, đến chiều tối mới về. Bà lớn thì nói với bà hai: chẳng biết cha tôi có chuyện gì mà kêu anh Huyện lên gấp như vậy. Nghe đâu có tin của em Tư hay sao đó. Giái trời tìm được em Tư, cho ba mẹ em ấy yên tâm. Bà hai nhíu mày hỏi: nếu là Hạ Lan, sao nó không về thẳng đây mà lại tới ông tỉnh vậy hả chị? Cũng chẳng biết sao nữa, cho nên hôm nay cha tôi mới kêu anh Huyện lên đó. Sao chị không đi với ảnh mà để con Năm nó đi? Bà lớn cười dễ dãi: tội nghiệp con Năm, trước giờ chỉ biết có cái lò mắm thôi. Nay có dịp cho nó theo anh Huyện chơi, cho biết thị thành với người ta. Tôi thì còn công chuyện quá trời chưa thu xếp được. Hay gì muốn đi chơi luôn không? Bà hai vội khoát tay: thôi chị, để con Năm đi với ảnh. Em thì công chuyện đang đê đê, đâu rứt ra được. Bà lớn cười hiền lành: bởi vậy, ở ngoài ai cũng tưởng làm bà Huyện sướng lắm. Ho ra lửa, mửa ra khói, chứ đâu hay mình cũng cực sờn đầu. Cực còn hơn mấy bà lý trưởng, bá hộ, địa chủ nữa chứ. Tại chị em mình thích ôm đồm, chứ mấy việc này giao gia nhân làm là được rồi. Vậy là Huyện Toàn và bà Năm Lệ lên xe đi lên phủ ông tỉnh trưởng Danh. Bà hai đi một vòng dặn dò người làm, rồi sửa soạn kêu anh Bảo đánh xe ngựa, đưa bà đi chợ mua đồ ăn như thường ngày. Trước khi Huyện Toàn đi thì nói là tối mới về, nhưng mặt trời đứng bóng là ông và bà Năm đã có mặt ở nhà, xong dắt thẳng nhau vô phòng riêng chỉ dùng để bàn chuyện cơ mật, không phận sự, cấm ai bén mảng đến gần. Bên trong phòng gồm một cái bàn dài và 8 cái ghế đai bằng gỗ đỏ, sát vách tường có kê bộ dáng gỗ cẩm lai đỏ âu, nhìn vô thấy rất cổ kính và đẹp. Ông Huyện vừa ngồi xuống dáng thì Hướng Tâm vội xà lại kế bên: có phát hiện ra gì không mình? Huyện Toàn chống hai tay xuống giường, ngã người ra phía sau, giọng nói có vẻ nghiêm trọng: đi thì không sao, nhưng về chắc chắn có người theo dõi. Bọn nó dàn ra cảnh tắc đường bằng cách lùa một đàn vịt cả ngàn con đi chậm chậm qua lộ. Ba đứa bịt kính mặt chạy lại xe dồn vô, nhận ra tôi nên xin lỗi. Chúng nói mới mua bầy vịt phải đưa qua lộ, vì chưa có kinh nghiệm nên mới gây náo loạn như vậy. Tôi hỏi tại sao lại đeo khăn che kính mặt thì chúng vội lột ra, nói là vì nắng quá trời nên buộc phải che chắn. Chừng đó tôi mới nhận ra ba đứa, nhưng chỉ có một thằng đàn ông thôi. Ý mình nói là chúng cố tình chặn xe xem bên trong có Hạ Lan không phải không? Tôi khẳng định, vì trên đường lúc đó chỉ có chiếc xe của mình. Mà hôm nay mình có tới nhà cha không? Có chứ, vì biết bị theo dõi nên phải làm đúng bài bản chứ. Vậy mình có gặp con Nhã vợ thằng Hoàng không? Ông Huyện đưa mắt qua Lệ, Lệ vội gật đầu: có đó chị, và em cũng nói chuyện với nó rồi. Nhưng sao trực giác cho em thấy con này không đáng tin chị ơi. Sao ha? Em nghi ngờ vì muốn trả thù mà đặt chuyện hại thằng Hoàng, để nó không được đi làm nữa. Hoàng mà thất nghiệp thì ai lo cho cha má nó? Nói chuyện vài câu là em thấy rõ ý đồ của con Nhã.
Nó muốn cha thằng Hoàng phải chết một xương thúi rửa, nằm một chỗ đau nhức ra la kìa. Hoàng thì nghĩ đã có con với nhau rồi, con này không thương, hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Nhưng Nhã thì không có nghĩ vậy đâu. Bà lớn trầm ngâm. Cũng phức tạp quá. Mà con Nhã nói sao với dì? Nó nói thấy Hoàng nhiều lần thập thò gặp ai khi trời tối mệt ở lò mắm về chưa kịp vô nhà. Rồi sau mỗi lần gặp như vậy thì Hoàng có tiền mua thuốc cho cha nó, đưa cho Nhã chút tiền để mua sữa cho con. Em thì em nghĩ là có thể Hoàng hỏa quá nên đi dây hỏi, nhưng không muốn má và vợ mình biết nên mới thậm thò thậm thụt vậy thôi. Vậy dì cho là thằng Hoàng không dính líu gì tới vụ này sao? Không, em nghe lời chị. Mấy hôm hai chị kia mất tích, em nằm nốt trên cây vú sữa theo dõi, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Thỉnh thoảng cũng thấy chị hai nói chuyện với Hoàng, nhưng toàn là những lời đồn bên ngoài, kiểu như hai người nói chuyện vu vơ với nhau thôi. Còn ngoài sự hoảng hốt của các nhân công thì em không thấy lạ gì nữa hết. Lệ nắm tay Tâm trấn an. Thằng Hoàng em biết nó từ nhỏ đến lớn vì nó trạc tuổi em. Khi về với chị em mới lớn lên, nó cũng còn nhỏ nên hay tới lui phụ với anh Thuận và chị Lài. Sau này lớn lên trở thành tay chân của chị, ở lò mắm thì cả ngày bên cạnh em. Nó hiền và có nghĩa khí. Cái chuyện ám hại hai chị là nó không bao giờ làm đâu. Nội diện nó đi tìm vợ con thì đủ thấy rồi. Vậy mà cũng có dư luận cho rằng dì Thủy Tiên và Hạ Lan thay phiên nhau cai quản lò mắm, làm mất vị trí của nó nên nó oán đó. Không đúng, oán là em oán mới phải. Bởi vì em rành nhất vụ cá mắm mà chỉ 5 lần 7 lượt giao cho người khác, không giao em. Chứ thằng Hoàng dù có quản lý hay không thì lương nó vẫn không thay đổi. Ngu gì lãnh trách nhiệm thêm cho mình hả chị? Bậy bậy, em là vũ khí bí mật của chị, bí lắm mới dùng tới em. Hiện giờ dì hai nó cũng không biết em rành vụ ướp mắm mà. À, nhắc mới nhớ, lần này ghe ông Bảy Thâu cập bến, ông nói sẽ lấy số lượng mắm lớn. Ông mang lưu khạp lại đổi để mình không phải sang lưu. Em coi mấy hũ mắm cá lớn đã lên mùi màu gì chưa nghe. Dạ, hôm bữa nghe chị nói nên em đã có chuẩn bị rồi. Mai này em sẽ dỡ mắm ra coi rồi châu lại. Nhưng mà hôm bữa kia em có mở nắp ra, nghe mùi thơm lắm mà màu cũng tốt nữa. Lò mắm của mình chưa từng có mẻ nào thất bại mà chị. À, ông Bảy còn nói chuyến này sẽ đem về cho mình một số dưa gan và dưa leo đẹp để làm dưa mắm, bán rẻ cho bà con trong huyện ăn. Nhà mình trước nay chỉ làm mắm cá. Lần này dì coi nghiên cứu canh gài móng dưa ngang, có khó khăn gì thì bàn với chị. Ông Huyện mỉm cười âu yếm với bà vợ lớn và Út. Mấy bà làm việc tôi tin tưởng lắm, bởi vậy tôi mới yên tâm ra ngoài lo việc quan. Bà lớn phát vào vai chồng. Chứ đàn ông mà cứ chăm bẩm vô chuyện hậu cung thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu mình mà như vậy, chị em tụi tôi cũng không có thương và hết lòng phò tá mình đâu. Nói chuyện một hồi, ông Huyện dặn dò hai bà mấy việc rồi giải tán. Trên đường bà Năm về lò mắm thì gặp bà Hai Nhị Hà. Bà chào bà Năm Lệ bằng nụ cười ngọt xớt. Đi tỉnh chuyến này vui không? Mà về nhanh vậy dì Năm? Bà Năm đáp trả bằng giọng đãi bui. Có chơi bờ dĩ đâu mà vui chị Hai. Ông tỉnh kêu anh Huyện lên rồi hai cha con dắt nhau đi đâu mất biệt. Em ở lại phủ chơi với bà thôi. Chị biết anh Huyện kính miệng, đời nào hé chuyện gì cho phận thất thiếp như em nghe à? Muốn biết á, chị hỏi chị lớn đi. Hôm sau, Lệ mở cửa kho mắm quý để nhân công khiêng mấy lu mắm ra. Khiêng được 13 lu, tới lu thứ 14 thì Lực, người chịu trách nhiệm vận chuyển cá từ tàu đánh bắt về, cũng khiêng với ba người nữa, chợt la lên. Ủa, sao mà cái hũ mắm này nó lại nặng triệu triệu vậy bà Năm? Lệ cười. Thằng hỏi kỳ mày, cái hũ mắm lớn vậy mà không nặng hay sao? Nó nặng thất thường lắm bà ơi, phải không tụi bay? Ba người kia cũng nhao nhao. Phải rồi đó bà Năm, cái hũ mắm này nặng gấp rưỡi mấy hũ kia luôn. Bà Năm lo lắng, xăm xăm đi lại hũ mắm, tự nói một mình. Kỳ vậy ta, hay nó vẫn còn y nguyên con cá chưa thành mắm? Công thức ướp vẫn y như vậy mà ta. Mà nếu chưa thành mắm thì trọng lượng cũng vậy, chứ sao lại nặng hơn? Ủa, mà hũ mắm này ai niêm phong vậy? Không phải chính tay tôi làm mà nghe. Bà kêu bốn người cắt dây ràng để khui nắp hũ mắm ra.
bỗng một mùi tanh nồng nàn bay tỏa khắp trại. Lễ bịt mũi sụt lùi ra ngoài. Khủng khiếp vậy, mắm mà sao có mùi này chứ? Coi ngày tháng trên nắp lu thử xem đã bao lâu rồi. Lực lấy tay che miệng, nghiêng đầu nhìn vào. Anh nhíu mày. Cũng mới mấy tháng đây thôi à, hèn chi á. Ủa, mắm mới mấy tháng sao đem lên đây rồi? Đâu, khui thử tao coi ra sao. Bốn người tướng tá Lực Điền lập tức dùng cặp đũa dài và cái giá nhôm cán được bọc bằng sắt thọt xuống đáy hũ móc lên. Có vật cản lại, họ móc bằng đũa thì ôi thôi, tóc. Những cọng tóc dài quấn chặt thịt mắm bốc mùi, vừa tanh vừa mặn. Rồi bỗng họ hét toáng lên, buông đũa và giá xuống, khi một bộ xương người và cái đầu lâu theo đó trồi lên. Bà Năm run tay, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp. Chuyện gì xảy ra cho lò mắm vậy? Cả đám nhân công ùa lại xem, ai cũng hồn vía lên mây, bịt mũi bịt miệng nôn ọe. Bà Năm lấy lại bình tĩnh, dục gia nhân chạy lên báo cáo với bà lớn và mời bà xuống liền. Lúc đó ông Huyện không có nhà, bà lớn nghe báo lật đật chạy xuống. Hướng Tâm đúng là một người phụ nữ bản lĩnh. Bà kêu gia nhân mang lại cái thau lớn, rồi thủng thỉnh cầm đôi đũa lên vẹo vẹo trong hũ mắm. Đôi đũa dướng lại ghì chặt xuống đáy. Bà lớn nhờ thêm hai người thanh niên lực lưỡng phụ kéo lên. Thì trời ơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Nguyên một bộ xương người trong tư thế ngồi bó gối, toàn thân co lại. Khi đôi đũa kéo lên thì lập tức rã ra thành từng khúc vụn vặt. Bà lớn hít vào một hơi thật sâu, cố nén nỗi căm phẫn, cẩn thận gấp từng cọng xương bỏ vào thau. Cuối cùng là cái đầu lâu. Nước mắm đặc quánh, do lọt không khí vào nên cũng bớt mùi tanh. Bà vẹo vẹo tìm kiếm một hồi, rồi ngẩng lên nhìn mọi người. Đây có thể là một trong ba người, bà Ba, bà Tư, hoặc con Ngọc. Đúng là giết người phi tang xác. Chúng đã lột quần áo người này rồi nhét vào, đặt trong tư thế ngồi như vậy, cho thịt rã xương tan. Quá trời ác rồi, khui hết những hũ kia xem còn cái xác nào nữa hay không. Lệ run cả người. Cái xác rã ra như vậy á, mà ngoài nắp lại ghi ngày tháng mới đây. Họ cố tình ngụy trang để ta không phát hiện. Tính từ ngày hai chị mất tích, nay cũng cả năm ngoài rồi. Thủ phạm nhất định là người quen, có chìa khóa kho mắm chứ không ai vào đây. Nghe bà Năm phán như vậy, hết thảy gia nhân đều cảm thấy run sợ. Chẳng lẽ bà Ba, bà Tư và con bé Ngọc không phải bỏ nhà đi mà là bị giết gài mắm hay sao? Nhưng đó là ai? Ai có lá gan như vậy? Và ai có quyền ra vào khu chứa mắm để làm việc này? Nếu sự thật không được làm sáng tỏ, thì kẻ thủ ác vẫn ung dung và sẽ còn biết bao nhiêu trường hợp như vậy xảy ra nữa đây. Lục tung, sang lưu hết thì không thấy có thêm cái xác nào nữa. Lúc ấy Huyện Toàn kịp về và cùng bà lớn chủ trì cuộc kiểm tra. Không thấy có ai khả nghi nên tạm thời giải tán. Bà hai đến ngó vô từng hũ, cứ đứng tần ngần, chưa chịu rời đi. Tới khi bà Năm nhìn thấy mới dục. Sao chị hai còn đứng đó? Bà hai mặt có vẻ thất sắc, cứ nói như nói một mình. Sao mà mất tích ba người á? Mà chỉ có một cái xác ở đây. Vậy xác này là xác của ai? Và hai người kia đâu rồi? Chị lo gì vậy chứ chị hai? Chuyện này trước sau anh Huyện cũng moi ra sự thật hà. Thôi lên nhà đi chị, cho tụi nhỏ nó dọn. Bà hai mới giật mình, lững thững đi theo bà Năm. Trong bữa cơm có Huyện Toàn, bà lớn, bà hai, bà Năm và Lê Thư. Bà lớn hỏi: Hai dì nghĩ sao về chuyện này? Bà hai ngó qua ông bà Huyện rồi cười hờ hững. Chuyện lò mắm em trước nay không lưu tâm, nên việc này ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Bà Năm thì nhíu mày. Em tuy mới nhận quyền chưa bao lâu,
Nhưng em đã gắn bó với lò mắm năm 10 tuổi, hầu như lúc nào em cũng có mặt ở đó. Vậy mà chuyện này xảy ra trước mắt, em lại không biết gì là sao kỳ vậy ta? Phải có xô xát chống cự, chứ chẳng lẽ người này bị giết bên ngoài rồi đem vô gài mắm hay sao? Mà muốn vậy phải có người giữ chìa khóa khu này mới thành công đem xác vô được chứ. Hay là họ vào tới đây để giết người, sau đó trốn ra? Nhưng mình có bị mất chìa khóa kho đâu. Hai chị bỏ đi, vẫn để chìa khóa ngay chỗ bí mật đó mà. Bà lớn nhìn chồng, hoàn toàn nhếch môi. Kim trong bọc cũng có ngày lội ra. Sự thật nào á, trước sau cũng sẽ bị vạch trần. Tôi đã chiếu tướng một người rồi đó. À không, là hai người. Nhưng để tôi tìm hiểu quan hệ của họ ra sao cái đã. Và khi truy tìm ra thủ phạm rồi, dù người đó là ai, cũng đừng kêu tôi nương tình. Bà hai buộc miệng. Mình nghi ai vậy mình? Hỏi làm gì? Càng nhiều người biết thì bọn chúng càng dễ tìm cách chạy chối. Vụ án kinh thiên động địa như vậy có thể chìm xuồng được sao? Bọn này lá gan của chúng quá lớn, dám hành xử trong khu vực nhà quan huyện. Thử hỏi, nếu như mình im lặng bỏ qua thì có phải chúng lại càng tác oai tác quái nữa không? Mấy bà cứ làm thinh mà theo dõi tôi, coi tôi xử lũ này ra sao cho biết. Huyện Toàn nói xong thì hất mặt, ý muốn kêu hai bà kia về, bà lớn ở lại. Chờ Nhị Hà và Lệ khuất sau cánh cửa, Huyện Toàn rót hai ly nước, ngoắt vợ lại gần. Mình y như kế hoạch đã làm, để bọn họ theo dõi tôi thôi. Bà lớn gật đầu, môi mím lại, mắt đăm chiêu. Một tuần trôi qua, vẫn chưa thấy ông Huyện có biểu hiện gì, mà lúc này ông hay đi ra ngoài, tối mò mới về. Sinh hoạt trong nhà vẫn bình thường. Các nhân công của lò mắm thì không ai dám vào lò một mình, lúc nào cũng 5-7 người đi cùng. Rồi ghe ông Bảy Thâu cập bến, ông cho người chở mấy cái lơ nhỏ để đổi hũ mắm, không cần phải sang qua sức lại. Bên cạnh, ông cũng đem cho bà cả tấn ký dưa gan, dưa leo đèo đẹt để gài mắm và bán cho bà lớn 5 hũ dưa mắm ông đã gài sẵn. Khoảng một tuần nữa thì khui xuất lò được. Chính tay bà lớn kiểm hàng và cho người thân tín khiêng mấy hũ đó vào lò, và cũng chính tay bà dán niêm phong khi mọi người đã ra ngoài. Giao dịch xong rồi, ông Bảy lôi ghe, thì hai ngày sau ở lò mắm sinh ra một chuyện động trời. Mới hừng sáng, con gái út của Huyện Toàn là Lê Thư hớt hải đi tìm cha má mình. Khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa sáng, vừa thấy mặt cha, cô đã nhào lại. Cha ơi, tối nãy con thấy má ba về, má dắt cô lại chỗ má bị người ta giết. Má nói má Tư cũng bị như vậy, nhưng má Tư trốn thoát rồi. Má kêu con mét lại với cha để truy tìm hung thủ đã giết hại má mà trả thù cho má. Má còn nói đó là một người rất thân thuộc mà cha và má lớn không thể nào ngờ ra được đâu. Lâu nay má bị nhốt trong hũ mắm, bị ém đối không thoát ra được. Nay nhờ khui hũ phá đạo bùa đó rồi nên má mới ra ngoài. Nhưng má không thể mở miệng được, vì không có ai hợp dí với má. Má ghé thăm con để nhờ con thông báo với cha, chứ má cũng không muốn con dính líu tới vụ này. Má buồn và khóc nhiều lắm. Con tỉnh dậy cứ bị ám ảnh khuôn mặt của má ba hoài. Cả người má ba sọc một mùi mắm luôn. Má ba nói sẽ không để người hại má sống nhỡ nhơ không bị trừng trị đâu. Rồi má kêu con đi lên nhà ngoại học đi, đừng ở nhà nữa, vì chỉ có con mới hợp dí với má ba thôi. Má sợ tổn thương nguyên khí của con đó cha. Nhưng giờ nghỉ hè, con muốn ở nhà chơi với má lớn. Lên ngoại thì cứ tới hai anh hoài, vướng tay vướng chân hai anh lắm. Ông Huyện âu yếm nhìn con gái. Hôm bữa cha nghe nói má Tư con đang ở phòng mạch anh hai con phải không? Con cũng nghe nói vậy, nhưng chưa gặp má Tư. Anh hai nói sẽ bảo vệ má, đến chừng nào vụ án sáng tỏ thì thôi. Bà lớn ôm cổ con gái, âu yếm. Nếu má ba nói vậy thì con lên ngoại đi con. Thị phi dưới này cha má tự giải quyết, lo học hành đàng hoàng ra trường là cha má vui rồi. Bà hai giọt miệng. Má Tư của con sao lại không về nhà mình mà ở chỗ anh hai con làm gì? Còn trẻ mà cuốn lấy con chồng vậy, coi sao đặng. Lệ Thư nhẹ nhàng trả lời bà hai. Ông ngoại nói chắc má Tư bị người ta hãm hại oan ức, nên tận trong thâm tâm không cam lòng. Quên gì thì quên, nhưng nỗi oan không quên được, nên thôi thúc má tìm về nguồn gốc và vạch mặt người đã hãm hại má và má ba. Bà lớn quay sang bà hai, tỏ vẻ không hài lòng. Nghe nói Hạ Lan bị hung thủ đánh vô đầu nên thần trí bất minh rồi,
Bây giờ cũng không biết mình là ai. Trọng Khôi với Trọng Quân là bác sĩ, em Tư ở đó cho anh em nó điều trị cũng là chuyện bình thường thôi mà. Người nhà không thấu hiểu mà gieo lời gièm pha là coi chừng tôi à. Đợi em Tư tỉnh táo rồi á thì anh Huyện tóm đầu cái lũ kia ra liền lập tức. Hôm sau, Lê Thư được cha đưa lên nhà ngoại. Ở nhà, bà Hai lân la qua gặp bà Năm. Bà Năm kéo ghế mời bà Hai ngồi gần cái bàn trong lò mắm. Trên bàn là sổ sách ghi lại chi suất. Bà Năm nhìn bà Hai. Chị ít khi tới đây, có chuyện gì hả chị? Tôi không biết nói sao á, nhưng cái chuyện bộ xương trong hũ mắm và chuyện em Tư trở về mà mất trí như vậy, hình như có gì đó sai sai. Nếu như mất trí, sao biết đường mà về nhà ông tỉnh trưởng chứ? Thường thì ký ức của người ta hay nhớ rõ về nơi xa xưa. Nếu vậy, dì Tư phải về nhà bác Tú mới phải. Tôi thấy kỳ kỳ sao đó dì ơi. Vậy chẳng lẽ chị nói anh chị Huyện đơm đặt chuyện hay sao? Anh chị thì không có tự nhiên mà nghĩ ra chuyện này. Tôi lại lo rằng đây là kế hoạch gì của họ đó. Lệ phá lên cười. Cho dù có kế hoạch gì thì mục đích cũng là truy tìm hung thủ thôi. Có liên quan gì đến mình đâu mà chị lo. Em còn mong sao cho kẻ giết người nhanh chóng lòi mặt. Chứ em thay thế chỗ của hai chị, trong bụng cũng lo có ngày tới lượt mình lắm. Vì không có chọc ghẹo người ta thì mắc gì phải lo. Chứ hai chị có chọc ghẹo ai sao? Bà Hai đứng dậy bước ra cửa, buông một câu. Cũng có khi họ thấy điều không nên thấy. Bà Năm nói giới theo. Điều không nên thấy là điều gì vậy chị Hai? Bà Hai trả lời mà không quay lại. Vì cũng coi chừng, đừng hỏi những điều mà không nên hỏi. Bà Năm nhìn theo, nhếch môi cười nhẹ. Tối hôm đó, vì việc quá nhiều, bà Năm giữ lại vài người để làm cho xong. Trong khu vực làm mắm có cái đèn mang song sáng rực, ngay cửa kho chỉ treo ngọn đèn dầu trứng vịt leo lét. Bỗng một nhân công ngước lên nhìn cánh cửa kho, chị ta hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đưa tay chỉ, miệng há hốc, mắt đứng tròng. Theo ngón tay của chị, tất cả mọi người đều nhận ra cái bóng mặc áo màu tối, còn cái quần trắng tươi, loại y phục mà lúc sinh thời bà Ba hay dùng. Biên tất cả đã nhìn ra mình rồi, bà Ba chợt biến mất trước bao nhiêu con mắt người làm, trong đó có cả bà Năm. Ai nấy hoảng loạn, bà Năm trấn an họ. Chắc là mình hoa mắt, chứ không lẽ trên đời có ma. Anh Lực nói, sợ bà Ba chết oan ức nên hồn không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn đây hoài đó bà Năm. Trước đây mắc kẹt trong hũ mắm, bây giờ cũng được giải thoát rồi, nên hiện ra để trả thù người đã giết bà đó. Không ai dám bàn ra tán vào gì thêm. Chỉ trong một ngày mà câu chuyện gian xa khiến tất cả gia nhân trong nhà đều biết. Tất nhiên, ông Huyện và hai bà vợ cũng biết luôn, nhưng ông và bà lớn chẳng ai nói gì. Mà lạ lắm, hừng sáng hoặc chiều tối là bà Ba xuất hiện trước cửa kho mắm. Hễ thấy người đến là bà dục biến mất. Kể từ lúc đó, bà Hai thường xuyên đến lò mắm hơn, nhang đèn lầm rầm khấn vái. Ai hỏi thì bà nói tình nghĩa chị em bao nhiêu năm. Bà Ba chết oan ức như vậy nên bà thương, muốn gửi đến bà Ba chút lòng thành. Rồi một bữa, bà Năm vừa khóa cửa về, chợt nhớ quên quyển sổ ghi chép để ngoài bàn chưa khóa lại, vì bà định đem về xem thêm. Vừa mở cửa kho thì thấy bóng đèn pin sáng quắc quét qua quét lại trong kho như đang tìm kiếm vật gì. Bà Năm định thần nhìn kỹ thì bắt gặp bà Hai đang lui cui ngó ngang ngó dọc như kiếm gì trong đó. Bà Năm la lên. Kiếm gì trong nãy chị Hai? Chị có liên quan gì đến kho mắm hay sao? Bà Hai khựng lại rồi đưa tay lên miệng ra dấu cho bà Năm im lặng. Bà Năm cũng nghe theo và ngồi xuống ghế coi bà Hai định làm gì. Bà Hai cầm cái đèn bốn cục pin rọi giáp phòng, soi qua từng ngõ ngách, soi luôn khoảng trống của các lô với nhau. Coi bộ không tìm được gì, bà tắt đèn pin đi theo bà Năm ra khỏi phòng, bình tĩnh nói. Nghe đồn hồn em Ba hiện về, tôi muốn gặp riêng em để hỏi coi bị ai hại. Tôi muốn góp công với anh Huyện thôi. Chị nói làm em hiếu kỳ à? Nếu chị muốn như vậy, sao không nói với anh Huyện? Có thể người chị Ba cần gặp để kêu oan là anh Huyện, chứ không phải chị em mình. Bà Hai quay sang nhướng mắt nhìn bà Năm. Nếu nghi ngờ người quen làm thì gì là đáng nghi nhất.
Dì ở lò mắm lâu năm, ai không biết, chứ tôi biết rõ chị lớn tin tưởng dì. Dù chìa khóa nằm trong tay ai, nhưng dì vẫn là người quan trọng đối với chị lớn nhất. Vậy diện dì triệt hạ bà hai kia để bước vào vị trí bà Năm và nắm quyền lò mắm là chuyện phải nghi ngờ rồi. Bà Năm cười ha hả một tràng, rồi biểu môi khinh thị. Thì ra trong lòng chị nghĩ em là hạng người như vậy. Chị sai rồi chị hai à. Trước khi chị lớn giao chìa khóa cho chị ba hay chị tư đều hỏi em trước. Nhưng em không muốn gánh trách nhiệm gì để phải lo lắng chi nhiều. Cứ làm tốt chuyện của mình là trả ơn chị lớn rồi. Em cũng đâu ham muốn trèo lên vị trí bà Năm làm gì. Nhưng bây giờ chị nhìn đi, ngoài em ra chị lớn giao lò mắm cho ai mới được chứ. Em nhận nhiệm vụ này là vì em thương chị ấy, muốn san sẻ gánh nặng với chị thôi. Em bất chấp người ta nghĩ sao về em, miễn em thấy lương tâm trong sạch, không có gì xấu hổ với chị lớn là được. Còn chị á, nhìn sự việc không thấu đáo, lại có vẻ nghi ngờ, vậy thì em cũng có thể nghĩ là chị triệt hạ hai chị kia, để ngoài chị lớn ra, chị ở vị trí bá chủ phủ này được không? Đừng có đứng trừng mắt nhìn em như vậy. Chị cũng đừng quên, phủ huyện quan này á, ngoài bà tri huyện chính thức Lê Hướng Tâm thì tất cả các bà vợ đều ngang hàng nhau, không phân biệt ngôi thứ đâu nghe chị. Huống chi á, tính thời gian của chị ở phủ này á, thì em lâu hơn chị nhiều đó chị hai à. Mà em cũng có điều muốn hỏi chị. Cái kho này á, chỉ có mình em và chị lớn mới cầm được chìa khóa. Vậy chìa khóa đâu mà ban nãy chị vào được vậy? Trời, tôi còn chưa phê bình gì mà dì đã lớn tiếng hạch hỏi. Dì cầm chìa khóa mà khi về lại không khóa cửa lại nên tôi mới vô được chứ. Chị đừng nên nói vậy chứ. Chị nói vậy thì em sẽ nghi ngờ chị đó. Trước khi về, bao giờ em cũng kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng. Chị nói mấy câu như vậy khiến trong lòng em sinh ra nghi ngờ đủ thứ chuyện hết. Nghi ngờ chuyện gì? Tôi thì trước nay cứ nói rằng hai em ba già tư lấy anh huyện lâu ngày mà không có con nên nản lòng, muốn bỏ đi tìm tương lai cho mình thôi. Làm sao ngờ được xảy ra cớ sự ghê gớm này chứ. Nhưng mất tích ba người mà chỉ có một cái xác, vậy có thể đây là xác của con Loan. Hai người kia đã đi theo tiếng gọi trái tim của mình rồi. Bà Năm kêu lên. Trời, chị nói chuyện sao mà nghe đoán hậu vậy chị hai? Ở chung với nhau mười mấy năm, chị có thấy hai người đó ra ngoài không? Hễ họ về thăm nhà là đều có anh huyện đi cùng. Chỉ có một mình chị là được đặt cách. Chị về quê giải quyết chuyện nhà hơn một năm, sau này lại đi tìm thầy Lan trị bệnh đàn bà cả tuần. Chị lớn cho người theo hộ tống, chị không chịu. Anh huyện kêu đi nhà thương, chị cũng nhất định đòi đi tìm thầy. Chị là thoải mái nhất trong các bà vợ của anh huyện rồi còn gì. Vậy mà không ai nghi ngờ chị lại đem lòng nghi ngờ hai chị kia là sao? Năm bà vợ, dì là người nhỏ nhất mà mở miệng ra là muốn dạy đời tôi sao? Dì đừng ý được chị lớn thương mà lên mặt với tôi. Gia dế đâu đó rõ ràng, láo xược là coi chừng tôi đó. Bà hai tức giận, bước từng bước nặng trịch như tâm sự của bà, bỏ đi ra ngoài. Bà hai dậy thật sớm để sắp xếp công việc cho gia nhân trước khi đi chợ. Bà có thói quen tờ mờ sáng là ra sân sau hái một nắm hoa lại để vào ly châm nước sôi hãm lại uống. Nghe đồn là uống trà lại tươi kiểu này da dẻ mịn màng, tuổi xuân chậm trôi qua. Hôm nay cũng vậy, đang khum khum ngắt hoa thì nghe tiếng gọi thật khẽ phía sau lưng. Chị hai khỏe không? Tiếng gọi nhẹ như hơi gió khiến bà lạnh cả mình, quay ngoắt lại nhìn thì từ xa bóng một phụ nữ với bộ đồ quen thuộc lần cuối cùng bà nhìn thấy, mắt trừng trừng ngó bà, còn miệng lại nhếch lên cố nở nụ cười ma quái. Bà hai nhị run cả đôi chân, há hốc miệng định kêu lên thì thoát một cái, bóng trắng mà bà đinh ninh là vong hồn của bà Thủy Tiên đi nhanh như lướt về phía lò mắm và dục biến mất. Bà hai vào phòng ngồi lại, định thần cả buổi mới bình tĩnh được. Lẽ nào người chết đã hơn một năm, bây giờ mới quay lại để trả thù báo oán hay sao? Bà không tin có ma, cũng không tin vào luật nhân quả gì hết. Đời bà đã trải qua nhiều sóng gió mới yên ổn được như hiện nay. Bà có đòi hỏi gì đâu, chỉ muốn cả đời làm bà hai của tri huyện,
dưới một người, trên ngàn người. Vậy mà tạo hóa cũng không để cho bà yên, lại ló đâu ra con nhỏ thủy tiên này. Nó biết quá khứ vị lai của bà, biết luôn chuyện sai quấy mà bà đang làm. Vậy nếu để yên cho nó, thì liệu nó có để yên cho bà khi biết bà là kẻ nó đang kiếm tìm hay không? Tiên hạ thủ vi cường, bà phải ra tay trước để ngừa hậu hoạn, đừng trách bà làm gì. Bà ngồi lại một hồi, gia nhân mời ra ăn cơm sáng, nhưng bà nói hôm nay không được khỏe nên bỏ một bữa để bà sửa soạn đi chợ đá. Hơn nửa năm nay, bà hai đã đổi lực, người đánh xe ngựa đưa bà đi chợ, thay vào đó là Hòa. Tên thanh niên này có thể nhỏ hơn Lê Thư vài tuổi, nhưng khuôn mặt có vẻ già dặn, chưa có vợ con gì, được bà hai nhận vào làm và coi như tâm phúc. Bà ưu ái cho Hòa nhiều thứ, thương cậu ta như con, cho riêng một phòng đàng hoàng gần chuồng ngựa. Hòa rất trầm tĩnh, ít nói ít cười, cũng ít xã giao với ai, chỉ răm rắp nghe theo bà hai khi bà ra lệnh. Bà hai ngồi xe ngựa đi chợ, ra khỏi nhà một đoạn thì kêu Hòa dừng xe lại. Bà đi vào một căn nhà nằm sâu phía trong dãy đất toàn trồng mì 6 tháng. Đẩy cửa bước vào, bà gặp ngay một người đàn ông trạc tuổi huyện toàn đang uống trà một mình trên bộ ghế bàn tròn mới cáo. Miệng ông ta phì phèo điếu thuốc. Thấy bà hai, ông vẫn ung dung ngồi đó, không chào hỏi gì. Bà hai lại gần, nhỏ nhẹ mở lời. Có theo dõi được phải là con Hạ Lan hay không? Ông ta lắc đầu. Có thấy được đâu, phòng khám không có. Thường thì thằng quý tử đó đi về một mình, thỉnh thoảng có thằng em và con em của nó. Ngoài ra không có ai tới lui, tôi e là tin đồn nhảm thôi. Bà cẩn thận, có khi người ta muốn đánh rắn động cỏ đó. Tôi không phải là tay sai của bà, nên bà cũng đừng kỳ vọng gì ở tôi. Bà hai trề môi. Sơ, họ có khéo nghĩa cách mấy cũng không nghĩ ra tôi làm đâu mà anh lo. Bây giờ làm sao bịt miệng được thằng Hoàng đây nè. Anh có cách nào bày tôi với coi. Tôi thấy bà đi quá xa rồi đó. Giết ba mạng người mà lương tâm bà có thể sống yên ổn hay sao? Cũng tại vì anh. Nếu như anh không mang thằng Hòa tới đây thì tôi đã an phận thủ thường rồi. Trước đây tôi giao nó cho anh vì nghĩ rằng anh sẽ vì tôi mà nuôi dưỡng nó lớn lên. Dù sau này anh có con thì cũng không bạc đãi nó. Ngờ đâu đường con cái của anh lại tuyệt như vậy. Vợ anh sanh mấy lần toàn là con gái mà cũng không nuôi được đứa nào. Bệnh hoạn yếu đuối rồi mất. Và anh nghèo khổ đành mang nó trả lại cho tôi. Vậy là tôi phải lo cho tương lai của con tôi nữa chứ. Mà sao tạo hóa lại bất công với tôi như vậy? Sao Thủy Tiên lại là vợ của anh? Nhưng tại sao nó không mất mà lại trở thành vợ Huyền Toàn, lại tranh giành chồng với tôi? Nếu tôi không xử nó thì khi gặp anh và thằng Hòa có phải bại lộ hết hay không? Ở đây đâu có ai biết một năm tôi rời khỏi nhà tôi đã sanh con cho anh chứ. Bà bại lộ thì Thủy Tiên cũng bại lộ. Bà nghĩ cho bà mà không nghĩ cho người ta hay sao? Có ai biết nhân thân gốc gác của nó đâu. Nếu như bây giờ nó nói thật thì anh chị huyện sẽ bỏ qua cho nó cái một. Không chừng còn giúp vốn và cho nó trở về đoàn tụ với anh nữa kìa. Như vậy thì tôi chính thức mất con hay sao? Chứ không phải bà đã đinh ninh là không nhìn lại thằng Hòa à? Đó là khi tôi không biết gì về nó nữa kìa. Nó sừng sững trước mặt tôi mà anh kêu tôi làm ngơ được hay sao? Tôi lại không tự thú với chồng được, chỉ biết âm thầm sống bên cạnh con mà không dám để nó kêu mình bằng mẹ. Anh thấy tôi hạnh phúc, vui vẻ hay sao? Anh Phúc à, anh chưa từng nghĩ cho tôi một lần nào phải không? Người đàn ông tên Phúc cau mặt lại, thở dài buồn bã. Tôi không tàn nhẫn như bà được. Bà biết không, 15 năm qua tôi đã đi tìm Lam như thế nào, khắp nơi cả đó. Dắt theo đứa con tìm vợ mà không hề biết gì về tung tích của cô ấy. Tôi biết vì bệnh hoạn, Lam sợ chồng con nghèo khổ vì chữa trị cho mình nên mới âm thầm lén đi để chết bờ chết bụi không phiền chồng con nữa. Bà không thấy Lam đối xử với Hòa ra sao đâu, ngoài sức tưởng tượng của bà luôn đó. Cho nên trong lòng thằng Hòa chỉ có một người mẹ đó thôi. Rồi sau 15 năm, Hòa cũng dần quên khuôn mặt của mẹ nó. Nhưng bà biết không, mỗi năm đều có một khoản tiền gửi về cho tôi mà không rõ nguồn gốc để nuôi con. Tôi đã tra hỏi người mang tiền đến, nhưng họ nhất định không khai. Tôi biết người đó không ai khác là Lam,
cô ấy vẫn không quên chồng con của mình. Tuy không gần gũi được, nhưng vẫn luôn quan tâm và biết tin tức cha con tôi sống ra sao. Khi tôi muốn bỏ cuộc, thì tôi nghe người ta nói thấy Lam xuất hiện ở huyện này. Vậy là tôi dắt con tới. Theo dõi mới biết Lam bây giờ là bà Thủy Tiên của tri huyện Toàn. Tôi lại càng không ngờ bà là bà hai. Tôi định im lặng dắt con đi nơi khác, thì tình cờ bị bà phát hiện. Nhưng tôi không ngờ chỉ có vậy thôi, mà bà đang tâm giết chết Lam rồi gài móng cô ấy. Bà quá sức độc ác rồi. Vậy bà Tư Hạ liên quan gì mà bà cũng hại người ta? Tôi không tố cáo bà vì nghĩ đến thằng Hòa. Nhưng tôi không tiếp tay cho bà đâu. Bà đừng nghĩ tôi là người cùng phe rồi sai khiến này nọ. Tôi không có rỗi hơi mà dò la tin tức cho bà. Đúng vậy, tôi đã từng lên tỉnh, nhưng không phải đi dò thám cho bà, mà là đi xem thực hư ra sao. Vì sao mà bà lại dướng vô hết vụ này đến vụ khác như vậy? Bà đáng sợ hơn tôi nghĩ đó bà Hà à. Nếu bà vẫn luôn mang cái tâm địa này, thì tôi sẽ dắt thằng Hòa đi. Tôi cũng không muốn con tôi gần gũi với hạng người như bà đâu. Tôi nói rõ rồi đó, bà đừng có tới lui đây thường xuyên. Lỡ như ai phát hiện ra và chuyển tới tay ông huyện, thì e là thần tiên cũng không bảo vệ bà được, biết chưa? Dành môi bà hai cong lại, ánh mắt tóe lên vẻ hung dữ kinh hồn. Bà lập tức thay đổi xưng hô. Thì ra ông luôn coi trọng Thủy Tiên hơn tôi. Ông đến đây là để tìm nó, chứ không có ý trả con cho tôi. Vậy cũng đừng trách sau việc tôi loại bỏ nó. Qua những lời ông nói, tôi nhận ra mình đã không sai rồi. Bà có sai đâu, chỉ là bà đã hiện nguyên hình. Sai là tôi sai. Tôi đã dội vàng nói ra gốc gác của Lam. Nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bị chết thê thảm như vậy. Nghe nói oan hồn của cổ không siêu thoát, hiện đang trở về đòi mạng bà. Bà hãy cẩn thận đó. Còn nữa, nếu bà Tư trốn thoát được thì bà còn bi đát ra sao, chắc bà cũng đoán ra rồi. Mặt bà hai đanh lại, gằn giọng. Ông tin hay không thì tùy ông, nhưng tôi khẳng định với ông là sự mất tích của bà Tư không liên quan tôi. Tại sao tôi phải khử con Hạ Lan chứ? Có nó hay không có nó thì cũng ảnh hưởng gì tới tôi. Bởi vì có thể bà Tư vô tình biết được hành vi của bà nên bà giết người diệt khẩu. Tôi đâu có súc sinh dữ vậy ông Phúc. Tôi vẫn còn là con người mà. Ngay cả Thủy Tiên cũng không phải chính tay tôi hại chết nó. Vậy là bà có đồng minh. Kinh khủng chưa? Bà kéo dây kéo cánh như vậy mà không nghĩ đến hậu quả. Chúng nó đã nắm thóp bà rồi. Bà phải trả giá và làm nô lệ cho chúng nó biết không? Thật là ngu dốt. Bà hai gầm lên the thé. Tôi làm tất cả là vì ai? Tôi sống với địa vị này an yên, có cần phải ra tay tàn độc với ai nếu cha con ông không xuất hiện hay sao? Ông Phúc cũng lớn tiếng đáp trả. Vậy là do cha con tôi à? Nếu do cha con tôi thì tôi sẽ dắt thằng Hòa đi ngay lập tức. Bà ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Tôi hỏi bà, nếu như cả bà và Thủy Tiên đều nhận ra cha con tôi sẽ phá đi hạnh phúc của hai người sao? Tôi sẽ ở lại đây và xem hai người như em gái, chúc phúc cho hai người, xem huyện Toàn như em rể. Bà mất gì mà dội vàng vậy chứ? Nghe nói khi chỉ thấy có một cái xác, bà đã hoảng lên, lén trở vô kho móng kiểm tra. Cái gan của bà quá lớn rồi. Bà không sợ liên lụy tới thằng nhỏ sao? Nếu như thằng Hòa biết bà là hung thủ giết mẹ nó có tha thứ cho bà không? Ông mắc cười. Nó là con tôi. Nó có biết thêm người mẹ nào ngoài mẹ Lam của nó hay sao? Mà thôi, bà đi đi. Đừng đứng đó đôi co với tôi làm gì. Chỉ có một điều kiện duy nhất tôi muốn nói với bà, là bà hãy dừng lại. Nhất là đừng xem tôi là đồng minh, cũng đừng truy tìm bà Tư. Coi chừng đó là cái bẫy người ta giăng ra để bắt hung thủ đó. Tôi cạn lời rồi, chấm hết. Bà hai ngoe ngoảy bước ra. Ông đừng có hăm dọa tôi. Ông mà dắt con tôi đi thì nhớ rõ một điều. Dù ông có đến chân trời góc bể, tôi cũng tìm ra được. Chừng đó ông hãy liệu hồn. Bà hai lên xe ngựa, xe vừa rời đi thì một người phụ nữ khác lớn hơn bà nhiều xăm xăm bước vào nhà ông Phúc, kéo ghế ngồi đối diện. Ông Phúc ngạc nhiên đến sững sờ. Ơ, chị lại. Người đàn bà cười khẩy nhìn ông, kiêu ngạo. Ông biết tôi là ai sao? Thì ra ông biết tất cả những người trong phủ tri huyện. Vậy tôi cũng đoán chắc là ông biết rất nhiều nội tình trong phủ thông qua miệng bà hai đúng không? Ông có thể nói tôi nghe quan hệ của ông với bà ấy không chứ? Nói với tôi
hay nói với bà lớn, tùy ông chọn. Ông Phúc mỉm cười, thông thả trả lời. Chị có vẻ cấu gắt với tôi vậy chị Lại. Tôi và bà Hai thì có quan hệ gì chứ? Chẳng qua thằng Hòa con tôi đánh xe cho bà Hai, được bà ấy thương nên nể mặt nó, lâu lâu bà cũng ghé thăm tôi cho chút tiền xài giặt. Tôi là dân đen, sao dám có quan hệ thân thiết gì với bà Huyện được chị? Tôi đã để ý từ lâu, bà Hai thường xuyên ghé ông chứ không phải là thỉnh thoảng. Không vô cớ mà một bà Huyện lại tới nhà đàn ông độc thân hoài mà chẳng sợ lời dị nghị. Từ nhà ông tới phủ Huyện cũng không xa, mà bà Hai chỉ dùng xe khi đi chợ thôi. Lịch trình có sẵn hàng ngày, cớ gì lại đưa thằng Hòa về phủ, cấp cho phòng riêng để cha nó ở nhà một mình. Chuyện đơn giản vậy tôi còn nghĩ ra, ông cho là bà Huyện không nghĩ ra sao? Cái đó chị nên đi hỏi bà Hai đi. Do bà muốn vậy, chứ bộ tôi muốn con sống xa cha sao chị? Chị làm cha mẹ rồi đó, có cha mẹ nào không muốn lo cho con mình? Tại tôi bất tài, phải nhờ vào con. Bộ chị tưởng tôi không thấy xấu hổ sao? Chị Lại gằn giọng. Tôi không phải tới đây để đôi co với ông. Tôi muốn nói cho ông biết là tôi đã rõ mối quan hệ trước đây của hai người. Ông vừa gặp đã gọi đúng tên tôi, thì chắc ông cũng biết tôi và bà lớn thâm tình ra sao. Tôi không cho phép ai làm chuyện khuất lấp sau lưng bà lớn cả. Cho nên, mục đích chính hôm nay tôi tới đây là muốn ông phải chọn một trong hai điều. Một là ông lập tức rời khỏi đây dắt theo thằng con. Tôi sẽ cho ông một số tiền để cha con có thể sống an nhàn tuổi già, không lo đói khát. Hai là tôi sẽ công khai mối quan hệ của hai người và ông bà Huyện sẽ buộc hai người rời khỏi đây ra mình không. Đó là nhân đạo để cho gia đình các người đoàn tụ. Đó là tôi chưa nói đến sự nổi giận của quan huyện. Có thể bà Hai sẽ bị đóng trăng, ông và thằng con sẽ bị quan tỉnh lưu đày biệt xứ nữa đó. Tôi không nói suông đâu, cho ông 3 ngày để giải quyết vụ này. Chị Lại dậm đứng dậy thì ông Phúc đã kéo tay chị Lại. Nè chị Lại, sao chị lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi và bà Hai là chỗ lạ người xa. Bà Hai là người nhân đức, thấy hoàn cảnh cha con tôi và thằng Hoàng được việc nên thương, chứ hẹn cùng đinh mạc giận như tôi, sao mà có quan hệ với bà quan phủ hả chị Lại? Không biết chị nghe từ đâu, nhưng chị xử vậy là hẹp tôi và oan cho bà Hai quá. Chị Lại gạt tay ông ra. Tôi lấy quyền gì mà phán xử chứ? Chẳng qua là tôi mở cho ông con đường thoát. Chứ nếu chuyện này mà tới tay ông Huyện trước, thì ông nghĩ đi, hậu quả sẽ ra sao nữa? Tôi gọi chị Lại không phải vì sợ những lời hăm dọa của chị, nhưng đối với bản thân tôi có bà Hai là người ơn, nhiều lắm cũng là em gái, vì bà đã tạo ra công ăn việc làm cho con tôi, cho nên tôi không muốn sự có mặt của cha con mình đem đến phiền phức cho bà Hai. Vậy là tôi hứa với chị, tôi sẽ dắt thằng Hòa rời khỏi huyện này. Đơn giản vậy thôi, tôi cũng không cần số tiền bố thí của chị đâu, xin hãy giữ lại mà xài. Bây giờ chị về đi, nếu chị động đến bà Hai thì coi chừng chị sẽ mất tất cả đó. Tôi làm gì mà mất tất cả chứ? Ông Phúc cười nhẹ. Ở đời có những chuyện mình cũng không nên tìm hiểu quá sâu, nhìn thấy hiện tượng nhưng khoan xác định bản chất đã nhé. Chị về đi, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Chị Lại ra về mà trong bụng thất thần, không hiểu ông Phúc muốn ám chỉ điều gì. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.